Xin chào ông bà, cô dì, chú bác và tất cả các bạn nhé. Hiện tại thì mình đang có mặt tại chợ Trâu, Bắc Hà. Ngày hôm nay có mưa các bạn. Chợ đang diễn ra vào hôm thứ Sáu hàng tuần. Ở khu vực này bà con để buộc trâu và xe cộ. Mình đang ra một cái khu vực người ta buộc trâu xem có con nào to không các bạn. Còn bên này thì người ta bán trâu. Cái video trước ấy thì là mình cũng đi một vòng rồi, nhưng mà hình như là không có con nào dáng dòng trâu chơi lắm, toàn trâu thịt thôi. Và theo như mọi người đang chia sẻ, giá bình quân ở trên chợ phiên bây giờ nó chỉ rơi vào 50, 55, 60. Đấy. Đấy, con này khung to này, con này. Thường là những trâu to thì con nào đẹp thì là người ta tranh nhau mua. Đặc biệt là các bác Trung Quốc ấy, người ta hay thích mua dòng trâu như kiểu chơi một tí. Đây. Bẩn quá. Trời thì đang mưa phùn các bạn. Thì em có nói chuyện 15 đâu, em nói chuyện 14 năm, anh không cho nói chuyện 15 thì đúng không? 15 không cho nói chuyện. Rồi thật đấy. Còn anh rẻ anh bán từ lâu. Anh cuộc đời trăm người. Đấy, bác này cầm một con trâu có sừng đẹp chưa? Đây. Chắc là xe này đang hạ ben để đóng trâu lên. Wow, chật. Ê. Ôi, chỗ này chật lắm các bạn. Nhiều. Ồ. Bạn này cầm con nghé màu đồng này. Nghé một tuổi các bạn. Những cái tầm này thì tầm 12 năm đến 13 năm. Nghe đực giống ạ. Đấy, con này cũng đẹp. Đây, chúng ta ra khu vực này. Ô, hôm nay nhiều nghé đẹp lắm các bạn. Đây, ví dụ như con này là con này nhìn cũng khá là đẹp này. Đấy. Hiền, lông mịn. Đấy, lông rất là mịn nhé các bạn nhé. Con này chắc là tầm một tuổi thôi. Nói chung là hôm nay nghé về cơ bản nghé nuôi để các bạn mang về nuôi và để chăm sóc ấy, thì về cơ bản là hôm nay là nhiều nghé đẹp. Đấy. Nó chưa phải là xuất sắc 100% nhưng mà về cơ bản là nhiều con ngon. Đấy, ví dụ như con này thì xấu này. Đấy, ví dụ con nghé này. Đấy, nghé này thì về cơ bản là xấu ở trên. Còn con này, ví dụ như con này chuyển sang con này thì con này đẹp hẳn luôn các bạn. Đấy, những cái dòng mà 14, 15 triệu bây giờ là các bạn cứ bỏ ra tầm 16 triệu là có nghé đẹp để nuôi rồi. Đấy, tầm tuổi mới hơn tuổi. Đấy. Con này chắc là lớn nên là sừng bái hậu này. Bây giờ nó nhỏ mà đã hơi xoay xoãi này. Đấy. Tại cái thời điểm bây giờ là cứ tầm 15-16 triệu là có nghé đẹp nuôi. Hình như đây có con trâu to này con này. Ở khu vực này có mấy con to. Đấy, cái con kia cũng to và con này cũng to. Đấy. Đây con này béo chưa? Ui dồi ôi. Đây các bạn nhìn chưa? Đấy, một con trâu to, béo cổ lên, dài người. Không biết là con này là rơi vào bao nhiêu tiền đây. Béo nha các bạn nha. Mình chưa nhìn thấy mặt nó, tí kiểu gì nó cũng quay về đây. Quay đây, cho anh em xem mặt tí nào. À, đẹp phết nhỉ các bạn nhỉ. 1 tuổi, 2 tuổi, 3 tuổi, 4 tuổi. À, rơi vào tầm 4 tuổi rưỡi rồi các bạn. À, mi man chưa? Cao ráo, dài người. Con này bao nhiêu tạ hơi được nhỉ? Con này quá dài luôn các bạn. Cổ lên. Đấy, con này nhiều thịt, chắc thịt nữa. Con này chắc phải rơi vào tầm 7 tạ mấy đấy các bạn. Chắc phải tầm trên 7 tạ. Bảy tám năm sáu. Chắc con này là về cơ bản ngoại hình là đẹp nhất chợ. Bên kia cũng có một con to kìa. Đấy. Đấy. Đẹp nhỉ, dài người. Đấy, nuôi được con trâu như thế này mới gọi là bỏ công chăn nuôi này. Cái con như thế này mà vào thời kỳ mà trâu đắt ấy thì nó cũng phải rơi vào tầm 70 75 các bạn. Đây. Con này đang độ tuổi rất là sung sức các bạn. Wow, nhìn đẹp chưa? Không biết là con này là người ta báo bao nhiêu được nhỉ? Không biết là chủ đâu. Thấy mấy bác đứng ở đây này, rất là đông. Hay là vẫn con này là vẫn của bác à? Bác chuyên buôn dòng châu to nhỉ? Chuyên thì châu to. Con này đến đầu 6 không bác? Đã? 5758. À, 5758. Mấy con kia bán hết rồi gì ạ? Bán hết. À. Đây con này với con. À. Con này bác chỉ chuyên về cây trâu. Cái dòng này thì bao nhiêu ạ? À? Dòng này trọng phải gần 50. Trọng 4748 nhỉ? Rồi. Bác chuyên buôn dòng châu to các bạn. Đây. Con này đẹp nhỉ? Con này dài người, béo đều. Trường thích như là cho uống to cho vẻ. Vâng, đúng rồi. Con đây này thì ba cái đăng báo là 57, 58 triệu các bạn. 57, 58 triệu. Đấy, trâu của bác này. Đấy. Đấy, bác chuyên buôn dòng trâu to ở chợ. Đẹp nhỉ các bạn nhỉ? Đấy. Con này dài người, chiều cao chắc là phải 1m4 đấy các bạn. Đấy. Cổ to thật đấy. Đấy, đứng trước những hình ảnh con trâu đẹp này rất là khoái các bạn. Con này hốc xương nó nhỏ nhá. Nên con này chỉ béo tí nữa nên là người nó sẽ đầy đặn hết ngay. Như này thì nó cũng nấp hết rồi các bạn. Đấy, mông phúc hậu. Người dài, trâu to. Chắc là cả phiên chợ ngày hôm nay thì con này là to nhất đấy. Và con này thì cũng to béo này. Con này chắc là cũng phải trên đầu 5 các bạn. Trâu to nhất bây giờ là nó chỉ như thế thôi các bạn. Con này so với con đen thì con này đang ngắn người hơn một tí. Béo thì cũng béo rồi, mà ngắn người hơn một tí thôi. Con này nó cũng non, vẫn chưa già. Và chắc là mình đoán là tầm trên đầu 5 thôi. Đấy, chính xác là con này là người ta đang báo là 57, 58 này. Thì con này nó rơi vào tầm 54, 55 rồi đấy. Ở đây là có hai con trâu to nhất chợ. Trời thì đang mưa phùn như cả nhà nhé. Đừng ngắm trâu. Con này nó hơi đỏ tí nhỉ. Con này đen này, đen đều. Đấy, đẹp. Đấy, con này vẫn non. Công nhận là con này dài thật đấy các bạn. Đây, ba con này nữa này. Ở khu vực này có mấy con to này các bạn. Ôi con bên kia cũng to phết kìa. Đây, cái con bên mấy anh đứng kìa. Tí mình sang con đấy xem. Đây. Con này cũng là con của bác. À, con này bác gọi là đầu 4 thôi. À. Con này thì ngắn, con kia nó dài thật đấy. Con đen kia anh nhỉ? Con đen kia cơ. Ấy kìa, ấy dài. Con đấy báo là 57 58 sao? À. Đấy con này này. Đây, con đấy nhiều thịt hơn con này nhỉ? Vâng, nó nhiều hơn chứ, nó dài, người cổ nó không to ạ. Con này đắt hơn con này. À. Chắc là đẹp nhất chợ anh nhỉ? Cái ngực của nó lở các bạn. Mình chấm. Con này bụng nó không sệ nhá. Có một số con này bụng nó to nó sệ, nhưng mà con này nó không sệ. Rất là nhiều người đứng đây để khen con trâu các bạn. Không của bác kia cơ, bác ấy đâu rồi? Bác ấy đâu nhỉ? Bác ấy đâu rồi? Mà giá thấp lắm anh ạ. Hả? Giá thấp lắm. Còn 5 mấy rồi. Thế bác ấy bảo là 57 đấy, chứ mà cả báo giá thôi. Còn nếu mà cả thì người ta không mua lên giá đấy đâu. Ngày xưa những cái con này phải 70 75 nhỉ. Hơn 80 đấy. To đấy. Nhìn người con này nó dài. Mấy con này đây mà 90. Bán thật là 8 mấy. Vâng. Nhưng mà bây giờ là hồ có 57 thì chắc phải 50. Trên 50 một tí thôi. Dài nhất chợ, đẹp nhất chợ. Dài nhỉ anh nhỉ? Cái con này người dài thật. Nhưng mà con này vẫn non mà. Non nhưng mà nó phải cho ăn tăng trọng ngô cái gì nó mới béo này. Ăn cỏ bình thường nó không thể béo này. Ăn cỏ bình thường nó béo cái này thôi. À, nó chỉ thế đấy á? Ừ. Ăn cỏ đấy là béo này. Cái này phải cho ngô cho cái gì. Có nghĩa là chăm sóc nó chăm chút hơn một tí đúng không? Là cho ăn cả tinh bột. À. Kiểu đang thời kỳ vỗ nhỉ. Yeah. Ôi. Công nhận con này dài người thật đấy. Người ta đứng ở đây ngắm trâu ạ. Đi chỉ đứng đây ngắm trâu. Đi đây chi. Cũng không kém con kia đâu, nhưng mà lông con này nó không đẹp bằng lông con kia đâu. Nó là trá xe đó thôi à. Giờ tôi à. Không thấy rõ đó. Nó nói vô. Con này cũng to nhá. Hai con to nhất chợ phiền. To nhỉ. Đây là quả mông phúc hậu. Ôi, xe này đã về rồi cả. Lên, bê. rồi. Đấy, xe này người ta đã về đấy các bạn. Cưỡi cưỡi thoải mái. Mấy tạ anh đoán là mấy tạ hơi? Không, chắc là gần 8 tạ thôi. Đấy, ở đây có hai con to nhất chợ phiên. Con nhưng mà con đen kia là đẹp kìa. Đấy, đen, kiểu đen nhìn nó chắc chắn đấy, đẹp và dài người. Con này thì sừng to khỏe. Đây, các bác cái đứng đây ngắm, tha hồ ngắm các bạn. Hai con tiền bằng nhau thì phải lấy con này thôi, con này kia với con này tiền bằng nhau lấy con này. À, con dài này nhìn màu đen nó đẹp ấy. Vâng, con này dài hơn tí. Nhưng mà tiền bằng nhau thì mình lấy con này thôi, con này bằng tiền nhau là lấy con này. Con này trông dài tí ra. Con đánh nào con nào thắng đấy về. Con này dài một tí thôi. Con này to nhá. Con này to hơn con kia. Thắng thua thì chưa biết các bạn. Bởi vì nhiều khi khó nói lắm. Nhiều khi con cũng không biết được. Và nhiều khi mà con rất xấu mà rất bé chọi rất ghê. Thôi chúng ta sẽ sang bên kia, hình như bên này cũng có mấy con trâu to này các bạn. Đây. Ở khu vực này con bên này nhỏ hơn con bên kia. Đấy, hai con trâu kia to đúng là nhất chợ phiên luôn các bạn. Đấy, khu vực bò. Bây giờ mấy giờ mà người ta đã chuẩn bị về hết rồi nhỉ? Chắc mình phải đi livestream trực tiếp một phát đã. Mới có 10 rưỡi sáng ngày 19 tháng 7 này các bạn này. 10:20. Đấy là may ngày hôm nay là có mưa nhưng nó mát nhé các bạn nhé. Bò ta. Ô, khẩu súng dài quá. Ngựa đỏ con này. Ngựa đỏ. Con này chỉ trên đầu 2 tí thôi các bạn. Tầm 24, 23, 24 đấy. Ngựa bây giờ nó cũng rẻ các bạn. Ngựa bình quân bây giờ là 130 đến 135 một cân hơi. Ô. khu vực người ta bán ngựa nhiều các bạn. Nói chung là ngựa ấy à. Đấy, con này còn chưa được 30 luôn nha các bạn nhé. Đây. Tầm này chỉ 20 mấy thôi. 24, 25. Con này thì 25, 26. À, gọi là ngáng vậy thôi các bạn. Đây, con này ngựa đua hay sao này. Ngựa thuần rồi các bạn. Ngựa người ta làm ngựa du lịch ý. Thế nên nếu mà bán thì giá nó sẽ cao hơn. Đấy, chợ phiên nhé các bạn nhé. Hôm nay mình chủ yếu là đi tìm con trâu to thì phát hiện ra có 2 con trâu to ấy thôi. Còn mấy con trâu khác thì toàn trâu thịt thôi. Và giá thì bây giờ thì nó cũng chưa gì thay đổi nhiều các bạn. Đấy, ngựa thì 130, 135. Trâu thì lúc thì 50, có con thì 55, có con thì 60, 65. Đấy. Còn bò thì là 70, 73, 75. Đấy. Giá bây giờ nó có thế đó các bạn, chưa gì thay đổi nhiều. Đấy, cảm ơn ông bà, cô dì chú bác đã quan tâm và theo dõi nhé.